Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kháng cáo khi bị Telegram ban chức năng chat ở trong group công khai hoặc chức năng inbox trước cho một người. Đầu tiên các bạn tìm con bot để kháng, đó là spam infobot, username của nó đây. Mình sẽ để username ở dưới phần bình luận. Sau đó các bạn click vào start, chọn dòng cuối cùng "This is a mistake". Sau đó các bạn điền nội dung tin nhắn. Sau đó các bạn điền nội dung tin nhắn như sau. Các bạn nhớ thay thông tin gồm số điện thoại và mail của các bạn vào. Nội dung tin nhắn này mình sẽ để ở dưới phần bình luận và mô tả của các bạn. Ấn yes. Các bạn chọn no. Các bạn tiếp tục copy dòng ở trên và paste xuống. Như vậy là bot đã nhận được dòng khiếu nại và sẽ check. Bạn làm như vậy cho mình khoảng 3 lần. Sau từ 3 đến 5 ngày, Telegram sẽ mở các chức năng cho các bạn. Toolmarketing.pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, iSocial chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro, hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.